những cái người mà họ quyết chí để mà liễu sanh thoát tử, thì cái mục tiêu chính vẫn là cái việc để họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì cái việc mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó thì thực sự nó cũng không phải dễ chút nào đâu. Nếu mình không buông xuống vạn duyên để tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên đó, mà mình không có một lòng một dạ muốn vãng sanh về cực lạc đó, thì một đời này luống qua uổng công, không có sự thành tựu. Bất cứ người ở ngoài đời, người ta làm cái việc gì người ta cũng muốn đạt đến mục đích. Cho đến người thợ hồ, họ phụ hồ, họ cũng muốn trở thành thợ xây. Rồi người kỹ sư họ đi học, rồi họ cũng phải muốn làm kỹ sư, bác sĩ vân vân. Mà họ phải bỏ hết toàn tâm lực. Giống như bác sĩ họ phải bỏ cái thời gian 6-7 năm trời đi học, toàn thân tâm của họ dồn vô trong đó. Cho nên tổ sư Ông Quang nói một cái ngành nghề của thế gian họ cũng phải dồn toàn tâm toàn lực, họ mới có thể thành tựu được cái nghề. Huống chi là cái việc vãng sanh Tây Phương mà hờ hững hời hợt đó thì không thành tựu được đâu. Cho nên thành ra cái việc mà để vãng sanh Tây Phương đó, thì mình phải thấy đây là bổn mạng của mình và đây là sự nghiệp chính của mình. Còn xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, bổn đạo nhiều, tiền bạc có, dư giả vân vân, mọi cái đó mình không đáng nên nương tựa. Bởi vì mình nương tựa, mình xem vật chất của cải, dầu là chùa cao Phật lớn mà mình nương tựa, mình thấy đây là cái chỗ chính yếu để toàn tâm vô trong đó xây một ngôi chùa, toàn tâm vô trong đó đi thuyết giảng để bổn đạo đông. Thì mình nương tựa điều này khi mà lúc lâm chung tín nguyện không đủ, thiện căn phước đức không đủ là coi như mình ở lại lớp, vẫn chui vô trong thai ngục. Như vậy cái chỗ mình nương tựa là ở đâu? Cầu vãng đức hồng danh, Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà nếu mà người đó chỉ có niệm danh hiệu Phật, không để họ trừ sạch hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, hoặc là ngũ độn sử là tham sân si mạn nghi, thì đời này tìm người đó không ra. Tìm không ra. Tổ sư Ông Quang nói cái căn khí và căn cơ của con người mình thời nay mà để trừ sạch vọng tưởng, mà cái gốc vọng tưởng đó là ngũ độn sử và ngũ lợi sử. 10 cái sử này nó sai khiến để nó sanh ra vọng tưởng, sanh ra phân biệt và sanh ra chấp trước. Và con người mình cứ niệm một câu Phật hiệu trầm hâm để trừ cho sạch vọng tưởng thì làm nổi. Làm nổi. Không phải mình mặc cảm cùng tử, không phải mình là con người yếu hèn, nhưng mà cái bản chất con người mình không làm được. Cách thánh đã xa, cách Phật Bồ Tát đã xa. Như vậy cái con đường của mình đi như thế nào? Mình phải cần có những cái pháp trợ hạnh. Ngài Hải Hiền lão hòa thượng thượng nhân thiện tịnh hạ không, thì ngài làm được cái chuyện một môn thâm nhập, một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, một bộ kinh thì các ngài làm được. Ăn cơm trắng suông để đỡ đói cũng được. Nhưng bây giờ kèm thêm thức ăn, trì thêm thần chú đại bi, niệm Quan Âm Bồ Tát, làm tất cả các việc lành để trợ hạnh. Việc lành trợ hạnh đó không ngoài tịnh nghiệp tam phước. Đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh, lo cho cha mẹ một đời này. Có những người họ hy sinh cuộc đời, họ không có vợ, không có chồng, ở bên cha mẹ. Có một số hàng tu sĩ của mình ấu niên xuất gia chưa lập gia đình, như thầy Nhuận Minh, thầy Nhật Tánh, thầy Hậu, thầy Không, một số quyết định là nương nhờ Tam Bảo và từ từ độ cha mẹ.
Cho nên nhiều người lầm tưởng rằng là đi đóng cửa nhập thất ở trong đó một câu Phật hiệu, niệm cho tới cùng, gò vô niệm cho nó nhất tâm bất loạn. Dẫu được nhất tâm bất loạn thì người này không phải là bình thường mà được nhất tâm bất loạn. Dẫu được nhất tâm bất loạn, người này thiện căn phước đức không đủ, cho nên người này vẫn không được vãng sanh. Mà nếu người này tín nguyện đầy đủ, hành trì chưa có được nhất tâm, nhưng mà tín nguyện đầy đủ thì tổ sư Ấn Quang nói là vọng tưởng nó cũng lắng nhiều lắm rồi, nó cũng giảm nhiều lắm rồi. Vì khi người có tín nguyện là họ chán cái ta bà này như ngục tù mà, và thấy cái thân này nó nhơ nhớp giống như hầm xí không đấy, và họ muốn về quê nhà sẵn có là Tây Phương Cực Lạc, và họ muốn về để lấy cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trong suốt như pha lê tử ma chân kim, thì lúc đó họ chán chường thì họ không còn suy nghĩ ở đây nhiều, thì vọng tưởng họ cũng lắng nhiều lắm đó. Và Ấn Tổ nói người có đủ tín nguyện, người này không còn vọng tưởng rồi. Nhưng mà nói như vậy không phải là bỏ câu Phật hiệu. Tín nguyện nó hỗ trợ cho hành, hành hỗ trợ cho tín nguyện, nhưng không bị thiên lệch. Không thiên lệch là đóng cửa chỉ niệm Phật không. Mà người có tín nguyện này đó là người ta hàng ngày họ phải đọc những lời của Tổ khai thị và những cái bài phát nguyện của chư Tổ, và họ sẽ có một cái tâm nguyện tha thiết đức tột cùng muốn vãng sanh. Tâm nguyện này mạnh cực kỳ, không cái gì thay đổi họ được. Có nhiều người họ bị thiên lệch mất. Họ kêu tín nguyện đầy đủ là niệm Phật, họ niệm trớt 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 trớt, thì lúc lâm chung cái câu Phật hiệu không cự lại nổi cái nghiệp lực. Nghiệp mới vẫn phát triển, nghiệp mới tham sân si ái nhiễm vẫn phát triển, họ không cự lại nổi, không dùng câu Phật hiệu để kháng cự lại. Nhưng mà có những lúc kháng cự không nổi. Có lá thư ngày mai thầy Minh sẽ đọc cho quý vị nghe. Ngài nói cái ông đó, ông hỏi sao con vọng tưởng nhiều quá. Ngài nói có nhiều lúc kháng cự không lại, giống như đứa nhỏ con nít mà mình càng la nó càng làm mình làm mẩy, nó càng dữ dội, mà mình coi như là nhúng mình coi như là sợ nó thì nó làm tới, cho nên bỏ mặc, không quan tâm đến nó nữa, thì nó không có cái cơ hội gì, nó không có điều kiện gì để nó có thể làm mình làm mẩy được nữa hết. Thường con cái người ví dụ như vọng tưởng vậy đó, la dữ nó nổi sùng lên, nó bỏ nó đi, nó còn làm dữ lại, còn hiền nó làm tới lên, thì ngài kêu bỏ mặc, chỉ lo cái công việc của mình là công phu, và tập trung nơi nhớ số hoặc niệm Phật, hoặc dùng cái tấm lòng chí thành và lắng nghe cho thiệt kỹ, thì vọng tưởng từ từ nó mỏng nhẹ thôi. Chứ mà kêu nó hết sạch thì không thể hết được, bởi vì muốn cho nó hết sạch đó thì người này phải trừ được ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, tài kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, là người này đã vào trong sơ quả. Bên tiểu thừa, bên đại thừa là vô sơ tính, lặng nổi. Thì như vậy mình niệm Phật đừng có nghĩ rằng không được thành phiến, không được nhất tâm, không được vãng sanh. Đừng nghĩ như vậy, mà cái chánh yếu nó là cái tín nguyện có hay không. Cái chỗ này là mong chốt, bữa giờ nhẫn nhàng ở trong thất nghiên cứu lại cái chỗ này và thấy ngài hay nói chỗ này. Cái lá thư hôm qua nhẫn nhàng gửi thầy Minh đọc có bôi đỏ cái đoạn ngài nói: tuy rằng kiến hoặc tư hoặc chưa đoạn, người này không còn đoạn kiến hoặc tư hoặc mà đầy đủ tín nguyện thì người này vẫn được vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Cái đặc kỳ của pháp môn tịnh độ nằm chỗ này. Nếu mà ai có thời gian mà họ dụng công họ niệm Phật cho khá hơn nữa đó thì tốt, nhưng mà đừng có bỏ cái mặt tín nguyện. Nhưng mà nãy Giác Nhàn nói đó, nếu mà căn cơ mình là căn khí thượng thượng, là pháp khí á, thì một câu Phật hiệu mình vô công phu ổn, có Phật lực gia trì. Nhưng mà công phu mình chưa tới nơi mà gặp những cảnh giới như thiên ma xuất hiện là coi như xong. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa khi thành Phật là thiên ma xuất hiện liền. Và thiên ma họ trên đó họ có thần thông, họ nhìn xuống họ thấy những người nào mà tu mà có khả năng, có diệu dụng, mà có những khả năng tốt đó nghe, rồi có khả năng mà có thể làm đệ tử họ phò họ được á, thì họ đúng mà kéo về trên đó. Còn những người lóc chóc không ra gì, không cần. Cũng như một cái ông vua, ông phải chọn những người quan mà quan giỏi mới vô làm việc cho ổng được chứ. Còn mấy cái đứa ăn xin dốt mà họ chọn vô làm gì? Đây. Cho nên thành ra khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa thành Phật là thiên ma xuất hiện.
hiện hình ghê tổn luôn, răng nanh dữ dằn, Phật ngài cũng bất động. Hiện ra Vô Đồ La là vợ ngài cũng bất động, đủ kiểu hiện. Và cuối cùng thỉnh ngài nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi, ngài đồng ý. Và kêu giờ tôi hại ông không được, chừng sau tôi hại đệ tử của ông, tôi phải dắt đệ tử ông về làm lính của tôi, làm quân của tôi. Họ nhìn họ có thần thông mà họ giả Phật được. Nhưng mà trong danh hiệu Bồ Tát Quan Âm là có một danh hiệu là gì? Năng trừ chư thiên ma. Hồi sáng mới lại Ngũ Bích Danh là giác nhàn, coi như là đeo đuổi từ lâu, năm 2000 bắt đầu đeo đuổi mà xuống Đại Tông Long lễ, nhưng mà lễ không bền được, bây giờ sức khỏe không đủ, suốt đêm giảng xong sáng lạy luôn, làm không nổi, mà đông 40-50 ngàn người, xô bồ phức tạp, giật giành ăn uống, nhà vệ sinh không có, kinh khủng luôn. Thôi cuối cùng qua Mỹ rồi ngưng lại cái chương trình đó. Hôm nay lấy được cái file đó, mà cái file đó lạy, mà cuối cùng nó cũng hoa mắt lại, không thiếu 10 lạy vừa rồi thầy tánh thầy cắt, thầy phải lấy bên Mỹ trộn vô cho nó đủ. Như vậy cho nên là ra lúc trước Tịnh Thất Quan Âm buổi sáng có lễ 50 lạy, mà cái với thầy phải đọc trong đó Nhất Tâm Định Lễ Nam Mô Cổ Phật thị hiện, cho nên mấy thầy mệt, cuối cùng không duy trì được. Thì bây giờ mỗi tháng 19 mình lạy 500 lạy, thì mỗi buổi sáng mình lạy 35 phút 100 lạy để làm quen, khoảng 5 buổi sáng là hết 500 lạy, là coi như hết một cuốn. Làm quen đến thứ tư tuần sau ngày 19 mình lễ là coi như quen. Chúng tôi để giảng cho nó chậm hơn chút xíu, mà giảng hơi chậm đó thì giờ thời gian dài quá thì nó kéo thời gian dài quá không được. Thời gian như vậy là được, nhưng mà mấy cụ mà không khéo lên xuống thì không kịp. Hơi gấp nhưng mà nhờ cái lên xuống nó như vậy đó, nó làm cho mình quên đi vọng tưởng. Nhưng mà trong đó có những danh hiệu mình nghe tự nhiên mình quan hỷ vô cùng. Nhất Tâm Định Lễ Nam Mô Cung Kính Tâm, thì có những danh hiệu ngắn á, Nhất Nhâm Tâm Định Lễ Nam Mô Trừ Tà Tâm, ngắn thì đứng lên không kịp. Nhưng mà người khéo á, thì họ kịp, cho mấy bà già, mấy cụ già sợ không kịp. Những cái danh từ đó là những pháp khí hóa thân của Bồ Tát, khi mình nghe vô hàng ngày á, nó làm cho mình có một cái chủng tử. Nhất Tâm Định Lễ Nam Mô Năng Trừ Chư Thiên Ma, khi nghe vậy là mình biết, khi mình lúc lâm chung hoặc lúc lâm mơ, khi mà mình gặp bất cứ chuyện sự vụ gì là mình muốn biết đó là ma, thiên ma hay Bồ Tát, khởi tâm lên thành tâm niệm Quan Âm thì Bồ Tát là hiện nguyên hình, thì ma cũng hiện hiện hình, làm cho mình có tính tâm. Nhiều người lúc lâm chung niệm Phật, niệm Quan Âm và công phu không khá thì thiên ma hay giả Phật Di Đà thì không dám giả rồi đó. Như Hòa Thượng Tịnh Không nói Phật Di Đà thì không, thiên ma không dám giả, mà các vị khác thì Bồ Tát Phật coi chừng các vị thiên ma giả. Nhưng mà khi mà giả mà mình không có niệm thì mình nhận không ra, chứ mà mình thành tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm là hiện nguyên hình liền. Ma là hiện nguyên hình ma, mà Bồ Tát là hiện nguyên hình Bồ Tát. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang luôn luôn kè sát niệm Phật niệm Quan Âm, niệm Phật niệm Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm có cái nguyện lực bất khả tư nghị. Hay cái chỗ này, hay cái chỗ mà là Tổ sư Ấn Quang ngày thường khuyên mọi người niệm danh hiệu Quan, bởi vì mình niệm Phật Di Đà nó chưa vào công phu, chưa có tương ứng, chưa kết nối được với Phật A Di Đà, chưa nhất tâm, cho nên thành ra nhiều lúc tâm vọng tưởng nó sanh ra những cảnh giới thiên ma đồ, mình chưa đến nỗi nó nói đến thiên ma đâu, mình mà gọi như là ôm gia cháy chủ ban đêm họ là mình cự không nổi. Có cô Phật tử tối là cổ ngủ, là cổ mở Quán Tham Bồ Tát cổ ngủ. Nhiều lúc cổ đi công việc Phật sự ra tới Huế nói chuyện chơi đồ vọng tưởng đồ nhiều sao không biết, vừa nằm xuống nó bóp cổ, có nhiều người gượng không lại nổi, có khi chết luôn. Cổ la la suốt người bên cạnh đập cổ, lúc đó niệm không nổi. Chứ lúc đó mà khởi tâm lên niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát thì mất ngay tức khắc oan gia là chuyện nhỏ, thiên ma ngày còn trừ được. Mà nếu mà niệm không chuyên nhất thì lúc đó quảng lên đâu có niệm được. Bình thường là niệm được, mà lúc đụng chuyện nó bớt cỏ niệm nổi. Vì vậy cho nên thành ra thần chú Đại Bi và danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là chữa những chứng bệnh cấp kỳ, giống như là mình bệnh đau đầu hoặc nhức mỏi hoặc cảm thì phải uống thuốc đau đầu cảm vô liền để cho nó hết cái bệnh này, rồi bắt đầu mình mới đi sâu vào để mà mình điều hòa ngũ tạng. Điều hòa ngũ tạng là chữa cái gốc, còn chữa đau đầu, đau chân, đau bụng, cảm là chữa cái ngọn. Nhưng mà nếu mà đang cảm, đang đau đầu
mà bây giờ đi điều hòa ngũ tạng thì chữa không đúng, không đúng cách. Phải chữa cho hết đau đầu đó, đau đầu muốn bể cái đầu chịu không nổi mà điều hòa ngũ tạng sao được. Mặt bây giờ đang lên mụn đầy hết trơn, gan nó đang nóng mà bây giờ điều hòa gan mình không có chữa, uống thuốc cho nó lặn xuống đã, sao mà chịu nổi. Như vậy những cái nghiệp oan gia trái chủ, mình ăn một miếng thịt nó cũng là oan gia trái chủ. Và biết bao nhiêu vô lượng đời kiếp đến bây giờ nó đứng sau lưng mình, họ rình họ chờ để khi mình phước đức suy giảm, thọ mạng bắt đầu ngắn, hoặc giả là vọng tưởng mình sằng bậy mạnh thì họ đột nhập. Chịu không nổi, giống như là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư 20 năm trời mà suốt 10 năm, 10 đời là chết đi sống lại vậy mà ông Triệu Thố ông theo giết không được. Khi mà bắt đầu nổi tiếng lên cái là làm quốc sư vô dạy Phật pháp cho vua ban cái ghế trầm thích vừa khởi niệm tham lên, họ đột nhập liền. Triệu Thố đột nhập vô làm một ghẻ mặt người liền. Nhưng mà nhờ lo lắng cho Ca Na Ca Tôn Giả Bồ Tát cho nên thành ra còn cái phước báu đó, cho nên Ca Na Ca Tôn Giả hẹn cái lúc gặp nạn phải lên hai cây tùng. Hai cây tùng đó không phải đi tìm mà tự nhiên cái nghiệp báo mà của ông Triệu Thố, ổng hành đến lúc chết không được sống, không được tàn tạ thân mạng, rồi vua kêu bao nhiêu danh y mà chữa không được, thì lúc đó hai cây tùng hiện ra, có ngài Ca Lộc Ca Tôn Giả xuất hiện, toàn bộ cảnh trong tâm xuất hiện. Rồi thấy cái suối, xuống suối phát nước lên một cái một ghẻ, nó nói tôi là Triệu Thố, ông giết tôi 10 đời ở chợ Đông Ba, tôi theo ông tôi đòi mạng, tức là tôi giết lại ông, nhưng mà nhờ ông có tu hành cho nên bây giờ ông khởi niệm tham cái ghế trầm, tôi vô tôi báo oán đến đây, thôi bây giờ chấm dứt. Ông ngất xỉu luôn rồi, vừa ngất xỉu một cái là gì, bắt đầu ông Triệu Thố ông ra đi, oan hồn ra đi, cái bắt đầu hai cây tùng cái núi mất trở lại bình thường. Kinh khiếp, cái cảnh tượng trong tâm nó biến hiện kìa. Nếu không có Bồ Tát Quan Âm thì sức của mình không trội lại nổi. Niệm Phật bây giờ chưa thành khói, thiên ma họ biết mình chuẩn bị thành khói rồi, họ sẽ xử lý mình, phải không? Thì bây giờ mình có Bồ Tát Quan Âm, không phải đối chọi, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm vừa đề khởi trong thật cung kính mà niệm thì trong sát na ứng hiện liền, cấp kỳ nhanh luôn. Cho nên thành ra là hôm nay chúng tôi mới nói đại chúng là sáng lạy 50 phút. Chú Bá chia ra từng file cứ 100 lạy. Thầy Tánh bây giờ thầy chia dễ này. Cứ đến 100 lẻ là nó có cái đoạn ngắt 100 lạy đó. Mỗi file đó là mình lạy một ngày là xây phiên nhau buổi sáng. Còn buổi chiều mình vẫn giữ cái âm điệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát một câu, rồi để trống một câu. Không có bỏ cái cách này được, cái cách này vẫn hay. Nhưng mà buổi sáng nó dễ hôn trầm cho nên mình lạy tốc độ nó hơi nhanh một chút á thì nó khỏe, sảng khoái. Đó. Vậy hôm nay chúng tôi tịnh tu khi phát minh ra được điều này, đại chúng làm thử thấy sảng khoái. Mà cái công sức của thầy Tánh cắt từng chút, cái công sức của chúng tôi mà qua tới Mỹ với bên Việt Nam là phối hợp lại để đọc được một cái cuốn Ngũ Bách Danh này cũng cả một kỳ công. Vì vậy cho nên thành ra đại chúng theo giác nhàn thấy thì thần chú Đại Bi trung bình thì 54 biến, nhưng giác nhàn nghĩ nên 108. 108 nó có cái công hiệu của nó đặc biệt. Vì khi mà trì thần chú Đại Bi này đó, thì những cái căn bệnh của mình 84.000 căn bệnh, sida, bệnh covid, tất tần tật tất cả các bệnh ung thư, điều quý vị không tin đi uống thuốc nam thuốc bắc thôi, chứ nếu mà chịu mà tụng khoảng 3 năm thì nó sạch bạch sầm xanh luôn, sạch bách. Trong văn sao tổ sư Ấm Quang có kể cái cô này bị oán quỷ nhập vô thân. Oán quỷ khác với thiên ma nha, oán quỷ đó là oan gia, mà thiên ma họ xử lý mình không phải oan gia, họ xử lý hết vì thần thông họ cao. Họ bắt mình về họ làm cho đệ tử họ. Nhiều người mà giả xưng Quan Âm đồ này nọ là họ điều khiển đi được hết, họ có khả năng kinh khủng lắm. Ống quỷ nhập vào thân phát khùng, cười ngặt nghẽo, cắn tay thịt đứt mấy miếng trên tay vậy đó mà vẫn cười, kinh khủng. Vậy mà ngài gửi nước trì Đại Bi, chỉ niệm Quan Âm, phóng sanh làm lành, vậy mà hết. Bây giờ cái cách của ngài đó là không phải trừ yếm tà ma, trì chú trừ tiếm tà ma, mà người nào có duyên bị những cái nghiệp đó, có duyên với ngài đó là ngài gửi nước cho Đại Bi. Nhưng người đó phải khởi thiện niệm, làm lành, ăn chay, phóng sanh, và hàng ngày phải niệm thêm Quan Âm nữa, chứ không phải uống nước không mà hết đâu.
cái cách ngài chỉ rất là kỹ càng và làm cho nó đúng thì hiệu quả ngay. Bây giờ khi mà mình trì một ngày 108 biến là bọn phàm phu mình không phải nhiêu đó là đủ, mà hết trì thì bắt đầu vọng tưởng nó sanh, cho nên cần phải niệm Phật, niệm Quan Âm thêm vô. Nếu mà gặp nạn thì niệm siết Quan Âm luôn. Nhưng mà sáng tối phải có hai thời niệm Phật nữa để kết duyên với Đức Phật Di Đà. Cái cách ngài chỉ rất kỹ. Vậy cho nên thành ra là ngài nói, mới đây coi cái đoạn người ta hỏi, nếu mà gặp bệnh oán nghiệp, gặp những cái việc mà bất trắc, gặp vọng tưởng nhiều mà làm phiền tối, mà gặp nạn á, thì ngài nói là niệm Quan Âm là đỡ tốn sức nhất. Thêm nữa là trì đại bi nữa thì an toàn, không bao lâu nó sẽ qua. 3 tháng là chậm, 3 năm là sạch sành sanh. Mà 3 năm phải làm cật lực mỗi ngày 108, đi đâu cũng không bỏ nha. Không bỏ. Thì người trì tụng rồi họ mới thấy cái kết quả. Còn một số những người không trì tụng, họ lý luận đủ kiểu hết trơn. Họ nói tụng là phải người phải lập đàn, là phải kiết ấn, rồi phải biết những cái pháp thuật của Mật Tông mới trì được. Thì Ấn Tổ nói như vậy, những người mà không phải là quy y Phật á, không phải là Phật tử á, thì người ta không niệm Phật, người ta không làm lành, không theo Phật được. Tuy là người ta chưa quy y, chưa phải là Phật tử con Phật, nhưng mà người ta vẫn tu theo Phật được mà. Rõ ràng. Tuy là người ta không phải là được truyền thừa Mật Tông, không có lập đàn đồ, nhưng mà người ta vẫn trì thần chú đại bi, thành tâm cung kính là có kết quả ngay. Ấn Tổ nói bắt ấn cũng tốt, không bắt ấn cũng được. Như vừa rồi chúng tôi ra Đà Nẵng có một cái đạo tràng của cô Phật tử tên cô Sáu, là cô Diệu Ân, Diệu Ân đó, cô qua bên Tây Tạng, cô gặp một số các thầy mà có những vị đó coi như là nổi tiếng truyền thừa cho gia đình, rồi làm một cái đàn, chúng tôi thấy nó quá là cung kính luôn. Mà từ khi bắt đầu ghé Quy Nhơn ngủ khách sạn, ngủ cũng được nhưng mà nó không có ngon giấc bằng nhà cỏ, bởi vì cái khách sạn họ sát sanh quá đi. Một ngày không biết bao nhiêu là súc sanh cho cái buổi ăn của bao nhiêu người trong khách sạn, nó ăn sáng hơn trưa hơn chiều. Mà vừa rồi chúng tôi mới hỏi cổ lại thì cổ nói cổ quyết định nghe chúng tôi giảng một thời là cổ chuyển cái nhà hàng mặn đó trở thành nhà hàng chay. Vô đó tư trường khác liền. Mà bữa đó làm cho chúng tôi cảm xúc phải nói chuyện để cho những người ở dưới biển đó phải thay đổi. Bữa đó nói mạnh. Vừa rồi chủ nhật quý vị có nghe, chủ nhật sau nghe lại cái đĩa này. Cái đĩa này quan trọng. Thầy giáo thầy kêu mấy người này họ nghe mà họ về mà không ăn chay, không tu hành nữa thì thôi rồi á. Khác cái từ trường của khách sạn Lái Viên Nguyên Nhân, nó khác hẳn với cái căn nhà của cổ. Ra căn nhà của cổ là có lập đàn hàng ngày, của tu, của trì đại bi, của tu bên Tạng, Tây Tạng, của tu hành, cho nên vô nhà nó từ trường khác. Mà họ làm nó cung kính đến mức độ quý vị biết, sữa họ rót lên trên từng cái ly. Còn đèn cày họ để hai bên hai cái chân mà mười mấy cái đèn cày, vô một cái là mình cảm giác. Bởi vì bọn phàm phu mình là cần phải có cái cảnh để nương tâm, mình lấy cái tâm mình nương cảnh. Còn các hàng Bồ Tát họ tâm họ thanh tịnh bất động địa rồi, cái tâm họ là ở chỗ nào cũng đạo tràng hết rồi, chợ búa rồi, ở trong động của người phụ nữ, những cái chỗ mà gái lầu xanh đồ là họ là điều đạo tràng hết, tâm họ như như bất động. Còn mình không được như vậy, phải nương cái cảnh, phải lập một cái đàn. Nếu mà có điều kiện được như vậy, còn không thì mình thờ trang nghiêm cũng được, phải là trang nghiêm thanh tịnh. Nói là cổ đứng chụp hình với chúng tôi mà cái miếng đồ có gì lạc ma cho cổ đó, chúng tôi đâu có biết đâu, chúng tôi nghĩ miếng vải bình thường mà nó đẹp lắm. Chúng tôi đứng lên đó, chúng tôi kêu cô đứng xích lại đây, cô lấy cái chân của gạt rồi cô không dám đứng lên miếng vải đó. Hỏi sao vậy, kêu cô thầy cho, không dám đứng. Chỉ là cô lấy cái ghế ngồi trước chánh điện để tụng cho khổ đau chân. Hôm sau hai mẹ con với gia đình bỏ ghế ra hết, ngồi dưới đất, kêu mỗi lần thời công phu 3 tiếng ngồi được, bây giờ có 1 tiếng trì đại bi đâu có gì đâu. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói quý vị là khi mà mình lập một cái đạo tràng, mình lập một cái bàn Phật, mình có một cái nơi thờ trang nghiêm thanh tịnh đó, nó nhiếp tâm, nó giúp cho mình cái cảnh đó, mình nương cái cảnh đó để mình nhiếp tâm rất là tốt. Nên làm cho trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy thần chú đại bi hôm nay thầy khuyên đại chúng ở đây cũng như ở trên tịnh tháp Quan Âm và những người nghe những cái đoạn này, giác nhàn nói nên trì 108 đi. 108 có cái công hiệu của nó đặc biệt. Sáng 54 nó hỗ trợ mình đến trưa. Trưa nếu dành thời gian nghỉ trưa được thì mình trì 54 để nó hỗ trợ mình đến tối, đến giờ ngủ luôn. Tức là cái pháp nó lưu chuyển trong người mình không bị gián đoạn.
54 thì cũng được, nhưng mà đối với Ấn Tổ thì 54 của Ngài gần như là 200-300 mình, bởi vì cái tâm Ngài cung kính thanh tịnh, một biến của Ngài là không biết bằng bao nhiêu biến của mình không thể so với Ngài được. Còn mình là phải vô đến hơn nửa tiếng bắt đầu nó mới nhiếp được. Nhưng mà cái kinh nghiệm của chúng tôi trì đó thì không nhắm mắt. Nhắm mắt cái nhiều lúc mình cảm giác mình thấy lăn, mình thấy cảnh giới đâu này nọ nữa, rồi mình thấy đâu những cái lầu đài đẹp, mình thấy cái gì ở trong tư tưởng, thì Ấn Tổ nói là tưởng ấm ma. Không, chưa phải, đó là tưởng cổ từ nơi chân tâm, nơi Phật tưởng, nơi tư tưởng của chân tâm, mà đó là vọng tưởng. Không, không, cảm giác đó không cần, lăn lăn rồi nhẹ nhẹ rồi thấy những cái đó là đều là những cái tưởng ấm ma hết. Để đoạn trừ được cái tưởng này chỉ có cách hay nhất là phủ đôi mi, thấy mờ, để cái tưởng mình nó không có tập trung quay vô trong, mà nó lắng nghe cái âm thanh của thần chú với của Bồ Tát, danh hiệu của Phật đó, thì cái này từ từ nó mới đột phá được cái tưởng ấm. Đột phá tưởng ấm là không phải dễ rồi, còn thức ấm, hành ấm, sắc ấm này cũng là chuyện khó chứ không phải là dễ nữa. Như vậy cho nên thành ra cái cách mà để hành trì thì Tổ sư Ấn Quang Ngài kinh nghiệm mấy chục năm nhập thất, cho nên Ngài nói trong đó rất rõ, ai mà coi kỹ trong đó thì không bao giờ lầm đường lạc lối. Còn không lơ sớ là dính hết. Mở mắt ra thì tán tâm, mà nhắm lại thì quay vô trong tưởng ấm. Mở mắt thì nhìn lấy sắc tướng bên ngoài, không nhiếp được cái nhãn căn, khó vô công phu. Nên nhớ những điều này, kinh nghiệm mà chúng tôi thấy được trong văn sao. Còn danh hiệu Bồ Tát Quan Âm phải gì? Thường xuyên niệm kèm thêm với cái danh hiệu Phật trong công phu thì thấy rất là ổn thỏa. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm đối với cái thần lực của Ngài để ứng hiện thì nhanh cấp kỳ. Ngài nói đỡ tốn sức, đỡ tốn lực. Hằng ngày thường niệm Quan Âm Bồ Tát thì cái tâm lực của mình nó tiêu trừ cái nghiệp lực. Cái pháp lực này nó tiêu trừ cái nghiệp lực, nhất là nghiệp tham sân si, nghiệp ái, nghiệp sân hận đọa địa ngục, nghiệp si mê làm súc sanh. Ba cái nghiệp này thì tiêu rất nhanh, nằm nhẹ mỏng, làm nhẹ mỏng đi. Đó. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì chúng tôi mục đích chính đó là lên nói với đại chúng buổi sáng khu chuyên tu và trên tỉnh thất lại. Và sáng ngày mai thầy Thiện khi nghe nhất tâm định lễ Nam Mô cổ Phật thị hiện, thì lúc mình vừa nghe cổ Phật thị hiện, niệm một cách không có lên cao, không có trầm thấp quá, niệm ngang cái danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đơn giản như đọc vậy thôi, để nó không có bị tổn khí. Còn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ngần kéo dài thời gian mệt tổn khí. Sáng chúng tôi đọc một mình rất nhỏ nhẹ, nhưng mà cái người cầm micro như sáng ngày mai thầy Thiện thì đọc hơi lớn, có micro đeo áo á, đọc hơi lớn một chút thôi cũng không mệt lắm. Thì đại chúng lắng nghe cho kỹ, nương theo cái danh từ danh hiệu niệm của thầy Thiện Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thử. Tuy rằng khi lạy đó thì không niệm nhiều như là cái lạy mà chúng tôi hôm trước một danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để trống quý vị niệm một danh hiệu đó, thì một lạy đó là sáu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà cái này một lạy chỉ có một niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, nhưng mà mình lắng nghe được cái danh hiệu ở trong ngũ bách danh rất hay. Thứ nhất, vấn đề thứ hai nữa, nó nhanh, cho nên thành ra nó vẫn không ít niệm đâu, nhanh. Thường thì một tiếng là 120 lạy, khoảng 110 lạy chứ không đến 120 lạy. Chưa tới 2 phút, 1 phút chưa tới 2, chưa tới 2 lạy là 1 phút, chưa tới 2 lạy chứ không phải 1 lạy, thì nằm khoảng 1 tiếng, 110 lạy thì vào khoảng 60 phút, khoảng 1 tiếng. Nhưng mà cái này thì 35 phút là được 100 lạy. Mà cái tốc độ nó nhanh hơn, nó ra mồ hôi buổi sáng, mà ra rịn, ra khỏe chứ không phải ra mà ra ào ào. Sáng tụng cung kinh Di Đà xong rồi lễ Phật xong là đến khoảng 5 giờ là lễ 30, 5 giờ 10 cũng được. Mình lễ Quan Âm 35 phút nữa là hồi hướng được. Đẹp, làm thử. Thì mình mỗi ngày mình tập 100, mỗi ngày một tập 100 có 35 phút. Đến lúc mình lạy 500 lạy mỗi tháng ngày 19 bình thường, quen. Còn đến ngày 19 mình nhập vô mình lạy thì lúng túng hơi thở, lúng túng cái cách lên xuống, lúng túng với cái cách đọc, không quen, vô là lỗi chổi liền.
Thì cái đó là hôm nay mục đích chính là giáo nhàm phổ biến cho đại chúng kết duyên với bộ sách Ngũ Bách Danh này, bộ kinh Ngũ Bách Danh này, để cho mình làm tư lương hành trang. Rất quan trọng. Khi nằm mơ gặp những ác mộng, oan gia ác quỷ đến, trong tâm đề khởi Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, nguyện hiện nguyên hình liền. Hiện nguyên hình hoặc là chạy mất liền. Hay cực kỳ. Đó là cái điều mà sáng hôm nay Giác Nhàn khổ công về cái việc mà 2007 bắt đầu lạy Bồ Tát Quan Thế Âm ở trên tỉnh Thất, đến 2011, đến 2015. Hôm nay thầy Tánh ông bỏ kỳ công, ông ngồi ông làm từng chút từng chút. Bữa nay không có cái tiếng khánh, cái ben để mà mình xuống nữa, mà vừa đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cái là mình mới xuống. Vừa xuống phải nhanh chân chút xuống, rồi bắt đầu nghe cái ben cái là mình lại xuống, nghe địa chung cái ben cái mình lên, chứ không có tiếng khánh cái ben để xuống nữa. Bỏ cái đoạn đó mà đều, thầy cắt để cái khoảng trống xuống rất đều. Hồi sáng chúng tôi làm, bây giờ mỗi buổi sáng chúng tôi đều lạy một tiếng 35 phút, canh đến 35 phút. Còn thời gian trước là mình niệm Phật được sẽ được nhiều hơn. Và buổi chiều thì mình vẫn niệm lễ theo như cách bình thường, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát một câu rồi trống một câu. Thử đi, thử coi, thấy sảng khoái liền. Nó có cái lạ nhưng mà nó cũng không có khác. Vẫn đọc danh hiệu Quan Âm nhưng mà nghe từng danh hiệu của Bồ Tát trong Ngũ Bích Danh, nhiếp tâm. Bữa thầy Nhuận Minh nó dài quá, nó dài mà mình đọc thì mới tổn thần, nó hao thần, nó mệt, còn mình lắng nghe không có bị gì, vô hại. Rất hay. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cung kính tâm, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô trừ tà tâm, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô năng trừ chư thiên ma. Mà lúc đó cái âm thanh của chúng tôi lúc còn trẻ, sao nó còn cái năng lực nghe nó sảng khoái. Thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi vô tịnh tu một tuần, chúng tôi có đúc kết ra được cái cách lễ để buổi sáng đại chúng đỡ mệt. Buổi sáng chúng tôi nhìn lên có nhiều lúc thấy lờ đờ mệt, buổi sáng lại không nổi, chậm quá. Và xuyên suốt một cách lạy từ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát một cách, tuy rằng danh hiệu đổi nhưng mà họ không sảng khoái. Buổi sáng nó hay hôn trầm, đẩy vô cái kiểu Ngũ Bách Danh khỏe. 35 phút thôi được 100 lạy. Thì đó cái việc hôm nay chúng tôi để thông báo với đại chúng cái việc mà sức khỏe của đại chúng hôm nay vào mùa lạnh rồi đó, thì nhớ ban đêm ngủ mặc áo, một cái áo lót bên trong, hoặc làm thêm một cái áo ấm cho nó ấm ấm để dễ ngủ, đóng cửa lại cho để gió lạnh nó vô. Khi lạnh ban đêm mình ngủ cơ thể không hoạt động, lạnh nó xâm nhập vô cơ thể lâu ngày là nó gọi là bị thương hàn, ăn nó không có tiêu, cơ thể mình bắt đầu nó bị yếu dần, mình không biết. Và con người mình ở trên xứ lạnh này nè, lắng nghe cho kỹ nè. Người ở xứ lạnh mình cơ địa luôn luôn ở trong nó nóng, ở trong nó nóng để nó đối chọi lại và nó cân bằng với cái lạnh bên ngoài. Còn cái người ở xứ nóng á, là bên ngoài nóng cho nên thành ra bên trong nó gần là nhiệt độ bình thường, hoặc là nó không có tăng hơn giống như người ở xứ lạnh. Cho nên thành ra mồ hôi ra nhiều thì họ uống nước nhiều. Nóng cho nên mồ hôi ra nhiều, họ uống nước nhiều. Còn mình ở xứ lạnh, mồ hôi không ra cho nên thành ra không uống nước, rồi cuối cùng bị thiếu nước ở trong cơ thể. Bởi vì cái nguyên tắc của cơ thể mình một ngày phải cần 2 lít nước. Và bản thân cơ thể mình là nước 70%, cái xác của mình chỉ 30% thôi. Thì như vậy nước nó là một loại thanh lọc cơ thể hơn linh chi, hơn tất cả các loại thuốc. Nhưng mà uống nước trắng thì nhiều lúc ngán uống không hết, không hết 2 lít. Chúng ta thử rồi, ráng uống mà nó ngán uống không vô. Nhưng mà khi rang đậu đen, khi rang đậu đỏ, nếu mà có hột sen khô, hoặc giả là củ sen, chắc củ sen với lại gạo lứt, gạo đỏ đó, mình rang gạo riêng, đậu đen đậu đỏ riêng, củ sen mình sao nó lên bỏ chung với nhau, rồi bắt đầu mình múc ra mình bỏ trong bình thủy. Thì bình thủy chúng tôi thầy Giác đưa là 1 lít mốt, uống một ngày được 2 bình như vậy. Mà uống cái nước đó nó ngon vô cùng, nó ngon, không có rang, nó không có muối, không có đường, giống như nước trong thôi. Nhưng mà nó có chất trong đó, là cái chất cám với chất dinh dưỡng trong gạo, trong đậu đen, trong đậu đỏ đó. Mình lấy cái chất nó ra, mình uống trong cơ thể của mình khỏe. Mấy lúc trước nửa đêm cứ bị đi tiểu, cuối cùng mình tự uống nước nhiều đi tiểu không, cuối cùng ít nước lại bị đi tiểu. Cái bàng quang mình nó không có đủ lượng nước để co bóp, rồi cuối cùng gì, nó chịu không nổi,
Rồi bắt đầu nó cứ khiến mình đi tiểu. Bây giờ uống nước vô một ngày 2 lít tối không đi tiểu nữa. Mà đậu đen á, cái nước của nó uống vô nó bổ thận. Mà thận là cái gốc trong cơ thể của mình. Mà khi bổ thận rồi, cơ thể của mình nó khỏe, nó ấm cho lên. Và cái nước đậu đen, cái người mà tóc bạc á, uống vô tóc nó đen trở lại. Từ hôm nay dân nhàn đã đề xướng khu chuyên tu là rang cho thiệt nhiều cho các cụ, mỗi người một cái bình thủy. Trên tỉnh Thất Quan Âm làm đi. Dân nhàn mới uống có một tuần nay thôi mà trong người sảng khoái, ấm dễ chịu, mà lấy cái nước này mà pha với em quay nữa thì thôi rồi, không còn gì để nói nữa. Tối dân nhàn đi ngủ làm một nắm như vậy nè, lấy cái muỗng em quay á, làm 3 muỗng bỏ vô trong một bình, đổ nước thiệt sâu vô 100 độ, dặn nắp để sáng ngày mai lấy ra. Buổi sáng vừa thức dậy uống một ly thôi, trời luôn nó sướng. Là bởi vì cái khi mình ngủ như vậy là thường khô miệng. Có những đêm dân nhàn chưa uống nước gạo lứt này nè, hầu như ngủ thức dậy là 12 giờ hoặc 10 giờ là khô cái miệng luôn. Khô cái miệng phải lấy một ly nước trắng uống vô. Mà nó ngủ mà nếu giấc ngủ không có sâu được á nghe, mình muốn ngủ lại ngủ không được nữa. Nó kêu mất về đi tiểu, với hai nó khô cái miệng trong cơ thể mình, nó khô nước. Tuy rằng ở những ngày hàng ngày có uống nước mà không đủ cho nó, chưa tới một lít, uống rất ít cho nên ban đêm ngủ khô miệng. Bây giờ uống một ngày 2 lít, ngủ một giấc luôn không dậy không khô miệng, mà lấy cái ly nước nó uống vô nó sảng khoái, nó khỏe. Mà cái nước gạo lứt phải nói là nó bổ, đậu đen cũng là bổ, đậu đỏ bổ máu, đậu đen bổ thận, củ sen là ngủ ngon, và gạo lứt là nó bổ toàn diện trong cơ thể, mà uống không ngán, uống ghiền luôn. Thì bây giờ gạo lứt người ta cho quá nhiều luôn, bây giờ nấu ra ăn mà đâu ăn được đâu, nhưng mà nấu ăn cái xác nó không bằng nước đâu. Bên Trung Quốc người ta nói là dại ăn cái mà không uống nước, không uống nước dại ăn cái, người ta nói như vậy. Cháo là họ lấy nước á, họ uống á, nấu cháo buổi sáng á, họ lấy nước còn xác họ bỏ à. Còn mình nấu đi lấy chắc nước cơm ra ăn xác thôi. Cho nên ra cái dinh dưỡng của mình không biết cách để điều khiển cái thân thể. Nhưng mà cái sức khỏe mình á là mình phải tự điều khiển, mà mình phải làm cho nó tốt hơn. Chứ Phật không có thể xen dự vô cái chuyện mà sức khỏe. Mình cứ kêu thôi mình niệm Phật, niệm ao, lạy cho 1 năm trăm lạy, 700 lạy, mấy ngàn lạy, lạy cho Phật gia hộ, cuối cùng hụt hơi tổn khí chết luôn. Kêu Phật sao không gia hộ? Do mình. Phật nào gia hộ cái chuyện đó? Cái sức khỏe với cái cách điều tiết là ẩn tổ nó, mình phải tự điều tiết. Còn cái chuyện nghiệp lực, phiền não, vãng sanh rồi thì Phật nhúng tay vô chuyện đó. Hiểu không? Giờ đang tối ngủ, mở cửa banh ra, mặc áo ngắn vô, mặc quần đùi ngủ là lạnh quá cảm, nói Phật xong gia hộ cho con. Trời ơi, Phật nào gia hộ chuyện đó? Do mình không biết bảo quản thân thể mà bắt Phật gia hộ chuyện đó. Cho nên Ấn Tổ nói Phật không sang dự vô cái sức khỏe của quý vị đâu. Nhưng mà âm thầm niệm Quan Âm Bồ Tát thì có sự chuyển biến trong đó. Ngài gia trì cho mình gặp thuốc hoặc gặp bột em quay được không? Nó có cái sự biến chuyển trong đó. Mà dân nhàn mà kêu không có em quay là chắc thôi, chắc tiêu đời rồi đó nghe. Cái lờ đờ ngủ không được, cái đầu nó không có sảng khoái. Ăn vô bây giờ cơ thể này nè, khi mình ăn vô một bụng cơm như vậy đó, để nó hấp thu được như vậy nè 30%, bổ nhiều đi nữa 30%, rồi nó xuống ruột già, nó ra thành phân, nó không kịp. Còn cái nước này nè, cái nước mà mình uống là nước gạo lứt bột á, nó vô cái là nó hấp thu liền qua đường ruột non, nhanh cấp kỳ, nó không có để thời gian co bóp, mà nó hấp thu rất nhanh vô trong đường ruột để nó nuôi cơ thể liền. Còn cái kia nó phải co bóp không kịp thì gì nó xuống. Một muỗng em quay đó là bằng 3 lạng thịt bò, mà 3 lạng thịt bò nó hấp thu chỉ 30% thôi. Còn một muỗng em quay này là 100% đạm thực vật hấp thu hết trọn vẹn trong nó luôn. Cô Hoa Tâm vừa rồi cô bị trong người nó mệt mỏi, cô làm việc nhiều cô mệt, mà tối ngủ cô để cái tay về là sáng lấy xuống không được nữa, cô để về luôn. Phải cầm cái tay bên kia lấy xuống rồi nó đơ một chập thể dục nó trở lại. Uống con lon hết luôn. Nó thiếu cái chất trong người chứ không phải kêu đó là thuốc hay, nó hay thiệt, khỏe trong người. Và bây giờ đây mà mua để mà cho mấy bà ở đây 60-70 bà rồi ở trên kia cả mấy trăm bà thì chắc bán chùa như không, sao không cho nổi. Đúng không? Thì bà cụ nào mà yếu mà bệnh á, thì bây giờ thầy Tuệ là coi mấy cụ bên kia thì coi bà cụ nào yếu bệnh đó, mình cho uống. Mà đừng có giả bệnh ngang, bệnh thiệt yếu chứ dạy tôi cũng mệt quá cho con uống. Cái kiểu này chắc cũng sập chùa chứ không. Nó mắc chứ mà nó rẻ. Cái này là một này nó còn bên này thì những bên coi bà nào thực sự là yếu mình bồi bổ cho mấy bà, còn mấy bà khỏe thì thôi từ từ, phải không à?
Cái bà cụ đó uống một lon bà khỏe, bà kêu giờ muốn uống nữa không có, bà nói gà gà thì phải cho bà ăn lon nữa. Thì giờ sao? Thì cái này thực ra kinh sách thì mình mua tặng được. Bây giờ mấy cụ ở trên tỉnh thất đó, hôm trước là chúng tôi giới thiệu đó, cho ăn lon tặng lon, mà hầu như là thầy phiên thầy vô thầy mua toàn là cái gì, giá mà giá nhà phân phối rẻ, một lon người ta bán 945 ngàn là bình thường, còn thầy mua được có 800 mấy, giảm 10 mấy%, ngon lành luôn đó. Nên thành ra là mình chăm sóc những người yếu, các cụ khổ niệm được, mình cho là cho uống miễn phí được. Còn mấy người khỏe khỏe thì mình đợi phải chừng nào mà nó khá khá trúng số, mà biết chừng nào trúng số giờ không? thì cái này chúng ta nói những người có điều kiện mà yếu đó thì đừng tiếc tiền, cứ uống vào đi rồi mình sẽ có sức khỏe, rồi mình mới làm cái gì cũng được, tu cũng được, làm cái gì cũng được. Có một số người họ ngủ dậy họ nhức mỏi, họ khó chịu trong người, uống họ khỏe đó. Cái đó là cái điều mà hôm nay Vấn Nhàn nói về cái dưỡng sinh một chút, và nói về cái việc mà tu trì của đại chúng một chút. Thì thôi, thường là buổi sáng mà mỗi lần ăn cơm xong mà nói chuyện như vậy đó, thì không dám ăn đủ, ăn 1/3, không dám ăn một nửa luôn. Bởi vì khi ăn một nửa hoặc ăn nhiều là nó tức cái bụng, nói chuyện không được. Và khi mà nói chuyện như vậy nè, cơ thể mình nó không có sinh hoạt như bình thường, đường nó cũng lên rồi, huyết áp rồi mọi thứ như vừa rồi mình liên tục mấy tháng trời giãn Covid-19 mà đầu tiên á, thì cơ thể nó không được khỏe, sinh hoạt trái quy luật. Thường ăn xong là được nghỉ ngơi đi kinh hành, sáng trưa giờ cũng phải vậy, chứ không thể ăn không mà nói chuyện như vậy được. Đại chúng ăn xong mà ngồi cũng như vậy không được, ngồi một chỗ nhìn vô màn hình máy vi tính nhiều quá. Thường thụ động ngồi một chỗ là cái thân nó béo phì mập ra, mà cơ thể yếu nhất, không đủ sức khỏe. Con người này phải vận động, lễ Phật phải công quả, phải công phu, phải là vận động thì con người mình nó mới săn chắc trở lại. Cho nên Ấn Tổ nói bệnh có hai nguyên do thôi, một ăn huyết nhục, ăn thịt huyết nhục nhiều quá, còn hai không nhắc tay động chân. Thêm một cái nữa là bác sĩ gây ra bệnh nữa, tới bệnh sơ sơ rồi ông dở đủ trò đủ chuyện để ông lấy tiền, rồi cuối cùng sanh bệnh nữa. Cho nên phải còn có cái sự vận động trong đó, chứ không có ngồi trước máy nhiều quá. Hôm bữa ông bác sĩ ông nói, ông kêu những đứa mà ngồi mập béo phì đó là họ ngồi thường là 1 tiếng đồng hồ trở lên trong máy. Đọc sách cũng vậy, quy định nó là khoa học và sư phạm là 45 phút phải bỏ đứng dậy đi. 45 phút là nhiều lắm rồi đó, là phải đứng dậy đi. Thường chúng tôi là nửa tiếng trở lại là chúng tôi đứng dậy đi bách bộ niệm Phật, cho cái đầu nó sảng khoái để nó tiếp tục nó nhận thêm cái tín hiệu vô. Còn nhồi giống như mình ăn nhét vô cái bao tử mình, nó chịu không nổi, nó bể cái bụp ra hoặc nó không tiêu hóa được. Học cũng vậy, nhét nhồi, học văn sao, học cái gì cũng vậy. Ấn Tổ ngày dặn cái ông đó, ông kêu ông đọc sách mà thấy một cuốn sách hay quá, đọc trong đèn suốt cả đêm luôn, rồi ngày mai không còn hứng nữa, đọc hết rồi hết hứng rồi, đọc sách như vậy không có kết quả. Hoặc giả đọc sách quá trời luôn, không có thực hành thì cũng như là đếm món ăn thôi, chứ không có no được. Như vậy rất kỹ, cho nên học không cần nhiều, mà vậy từ gì, cái chỗ từ gì nó mới xong. Văn huệ là mình nghe và mình đọc, tư huệ là mình suy nghĩ, mình tư duy. Chứ còn ngoài cái học xong bắt đầu là tà tư duy, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thì thôi, cũng không có kết quả đâu. Tư duy, chánh tư duy là mình gì? Suy nghĩ về Phật Pháp, hoặc giả là suy nghĩ về chuyện thiện, hoặc giả là suy nghĩ là niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, chánh tư duy. Nên làm phải biết chừng mực, phải biết cái quy luật của mô phạm, cái khoa học một tí để cho cơ thể mình nó khỏe đó. Như cái cô bị bú con mắt, đi xuống kia bác sĩ nói chữa không được, uống thuốc nam. Bây giờ nói thuốc nam hết cho bà về bà trì đại bi, mấy hôm nay bà kiên quyết bà trì lại bà khỏe. Đợt trước cái gì bà trì đại bi, nhưng mà bây giờ bà mất tính tâm hay sao không biết, rồi đi khám thử bác nói bác sĩ chữa không được, bú đầy mình dược sưng con mắt. Bữa nay bà kêu bà lặn xuống là do trì đại bi. Đây tốt nghiệp mà, đâu phải ngoại cảm với ngoại thương đâu. Nội cảm với ngoại thương thì có thể thuốc uống được, nhưng mà đây là tốt nghiệp rồi. Bác sĩ chữa không được là bệnh tốt nghiệp, thì chỉ có pháp lực mới chuyển được nó thôi.
Thank you.